Hi, xin chào tất cả các bạn các anh chị. Hôm nay em xin phép giới thiệu với các bạn các anh chị một siêu phẩm em Super Cup Custom 70 đời cuối 97 nha các bạn. Xe này là xe sưu tầm cực kỳ đẹp luôn. Xe này thì phù hợp cho các cô chú các anh chị mà trung niên hoặc là lớn hơn một chút về đi nó đẹp. Chứ các bạn trẻ thì em nghĩ đi cái xe này nó không phù hợp. Hoặc là các bạn nếu mà học sinh hay là gia đình muốn cho con đi nhẹ nhàng á thì nên đi cái xe này. Đi xe này đi rất là lợi xăng và rất là bền. Nói chung là cái xe này đi rất là đậm. Đặc biệt nó rất là đẹp bởi vì đầu màu nó là duy nguyên. Đầu màu chưa rớt luôn. Xe đi bao nhiêu cái xe này đi khá là lâu rồi. Đã đi rất là lâu rồi các bạn. Nhưng mà nó còn đẹp nguyên zin luôn rồi. Đẹp từ trên xuống dưới. Màu xanh chai chai. Từ trên xuống dưới, từ trước đằng sau tuyệt đẹp luôn. Xe là máy móc nguyên zin đầu đẹp. Bây giờ mình mở cái bẩn ra nha các bạn, mở cái bẩn ra các bạn, các anh chị có coi cho nó rõ hơn bởi vì xe này cũng tháo bẩn nó dễ. Đó, em quay như vậy thì khi các bạn các anh chị tới coi thì nó sẽ dễ cái hình dung hơn nữa, bởi vì nó chỉ có vậy thôi, em cũng không biết như thế nào hết. Đó, nó sát con ốc luôn rồi, con ốc nó đó, các bạn thấy không đó, từng con ốc rồi. Mấy cái xe này là đời cũ đời cổ, như là người ta thường là người ta thích phải nó rin nha các bạn, phải rin người ta mới khoái. Các cô chú đi mấy cái này là phải cần cái độ mà zin đẹp thì đi nó mới ngon lành, đặc biệt là người lớn tuổi người ta cần cái sự mà nhẹ nhàng thôi. Xe gì người ta có thể mua được, mua được chiếc xe này là xe gì người ta cũng mua được hết các bạn. Nhưng mà là ý em muốn nói là những người mà có điều kiện hồi xưa là mới đi được xe này, mà bây giờ cũng vậy, mua chấp nhận bỏ số tiền ra mua cái xe này là có nghĩa là xe gì người ta cũng mua được, nhưng mà người ta thích đi cái xe nó nhẹ thì đây là một trong những cái lựa chọn của người ta. À, xe gì mua cũng được. Phải thấy người ta đi xe giúp á, là mình nói là người ta không có điều kiện mua những cái xe tay ga mắc tiền, bởi vì đơn giản là người ta không thích. Đó, những chiếc xe này là coi như đi cực ngon cực đã luôn, zin hết từ trên xuống dưới. Em này mang biển số là 59F234254. Zin hết từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, từ trước ra sau, xe liền là sạch đẹp, không một ngọt bất cứ chỗ nào hết. Bấm điện còn luôn, tem lốc còn luôn, tem lốc tem gấp gì nghiêm chỉnh, tem sườn tem bụng gì nghiêm chỉnh hết luôn. Đó, nghiêm chỉnh hết. Nói chung xe này chỉ việc mua về nhẹ nhàng, bật công tắc lên là đề máy là chạy thôi. Sao tuyệt đẹp luôn. Và cái xe này một đời chủ chính chủ nha các bạn, bao thử bao test bao ký giấy sang tên toàn quốc, bao vận chuyển về đến tận nơi luôn, và hoàn thành giấy tờ cho các bạn các anh chị xong mới nhận thanh toán là sau cùng nha các bạn, bởi vì đây là một chiếc xe sưu tầm tuyệt đẹp luôn. Các cô chú các anh chị hoặc là các bạn trẻ trẻ mà hiếu thảo thì nên mua cái xe này cho cha mẹ đi là quá tuyệt vời. Và với một cái chiếc xe này thì em mong muốn bán với giá là 47 triệu, 47 triệu cho một chiếc xe đời cũ nha các bạn, tuyệt đẹp sưu tầm. Rồi, xin chân thành cảm ơn các bạn các anh chị rất nhiều.